to chả bá luôn. Ui bá ơi, thế cái này bà làm to thế này làm sao có lời được nhỉ? Cùng xem nhà Kiếm Phượng sản xuất nem lụi nem nướng thế nào mọi người nhá. Theo chân thôi. Trường sản xuất nhà mình không qua trung gian mọi người nhá. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, làm thủ công rất là ngon luôn ạ. Cùng mình phỏng vấn bà ngoại của mình nhá. Bà mình đã sống ở Huế 40 năm nay và đây là nghề gia truyền của nhà em nhá. Đây, bà ơi bà đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi bà? Nhà bà làm nghề này 40 năm rồi con ạ. Dạ. Thế cái này là nghề gia truyền nhà bà đúng không ạ? Vâng, nghề gia truyền của nhà bà. Dạ. Thế một ngày bà xuất đi bao nhiêu bà? Một ngày bà xuất nói chung tùy kìa cháu ạ. Có khách xa đến nữa thì tầm một ngày là 2 đến 3 tạ. Dạ. Bà ơi sao bà không lại hấp lên như các nhà khác không bà? Nhà bà không muốn hấp con ạ, vì hấp thì nó vừa nhanh vừa thuận tiện, nhưng nhà bà là muốn lấy cái hương vị chân chất của cái nghề, đúng nghề của mình là nướng than, vừa thơm hương vị vừa thơm mà ăn vô thì nó lại đậm đà. Cái nem lụi này bà làm to thế này thì có lời lãi gì không bà? Mình nghề của nhà mình làm ra thì ta lời ít mà cho đông khách là được thôi con. Sao bà không để cho người khác làm mà bà trực tiếp làm thế này ạ? Nói chung là bà truyền cho con cháu bà làm cả rồi, nhưng bây giờ vui vui thì bà ngồi bà túng với con cháu đôi hồi. Bà mình thật là vô địch. Đây là những cái chả nem lụi to chả bá luôn. Ui bá ơi, cái này bà làm to thế này làm sao có lời được nhỉ?